À, các bạn hôm nay bạn Bin sẽ ăn nuôi nha. Rồi bây giờ bạn Bin bỏ tương ớt với tương cà vô. Rồi thổi đi bạn Bin. Thổi nha. Nóng. Trộn lên đó hả? Nóng không? Không nóng hả? Ngon quá hả? À da heo hả? Cái này là gì bạn Bin? Da heo á hả? Heo. Ờ, các bạn hôm nay bạn Bin ăn nuôi với da heo nghe. Nóng lắm, ăn phải thổi nguội mới ăn được. À, da heo á hả? Ngon không? À, ăn đua không? Cái gì vậy? Wow, ngon dữ người ta. Ngon không? Ngon lắm hả? Cháo hành miếng đi. À, cái này có phải hành đó hả? Nè, ăn không? Ăn đua không? Vô. Ngon quá. Rồi hết chưa? Chưa xong. Còn hả? Nặng chanh vô không? Nặng chanh vô nè. Nặng chanh. No. Thảo nặng chanh vô hả? No hả? Vậy bác Hành nặng của bác Hành nghe. À đây các bạn tôi nuôi này ngon lắm á. Rồi nặng chanh vô. Bóp mạnh nó mới ra lận. Bóp mạnh lên. À, thôi. Ừ. Ừ, tôi bác Hành nè. Ồ. À, trọng lên. Rồi, đây. Rồi, xong rồi. Rồi, nóng quá hả? Đây, các bạn ơi, bạn Bin ăn nuôi tại trời rồi quên. Tại cái tô còn nóng nên là bạn Bin ăn hơi lâu chút nha. À, mình hỏi cái tô này, cái này đã thử thổi phụ cho nguội đi. Ấy. Âm vô. Giỏi quá ta. Ấy. Nước dính tay rồi hả? Bạn Bin nay con mấy tuổi? Các bạn ơi, bạn Bin nay 3 tuổi nha. Con học lớp mấy rồi? Con bốn ba. Con tuổi con gì? Con bốn ba. Con... Ê, dính miệng nè. Rồi, khăn giấy đâu rồi? Lấy khăn giấy chùi miệng. Cho khăn giấy đi. Rồi, khăn giấy chùi miệng nha. Rồi, con tuổi con gì? Con ngựa. Con ngựa hả? Giờ ăn đua nè, ăn không? Lên cho nó nguội á hả?
Dính quần rồi hả? Cá sấu.
Ok. Dính miệng rồi, dính đi mày. Chưa miếng. Ôi hết chưa? Đây, đây. Cho các bạn coi miếng da đâu, da heo đâu, cái nào da heo đâu. À, cái đó da heo hả? Da heo ai cắt mà bự dữ hả? À, dính ớt á. Ớt á biết không? Đâu, đâu. Ồ, dính ớt luôn á hả? Ớt cay không? Con ăn ớt được không? Được luôn hả? Ồ, các bạn, bạn Pin ăn ớt được luôn á. Hay ghê hơn. Ăn rồi, bạn Pin tấn công. Wow, wow, hay quá, giỏi quá. À, con mặc áo đẹp á hả? Áo ai mua hả? Mẹ mua. À, mẹ mua hả? Mẹ mua. Mua. À, mẹ mua nhiêu tiền? 20. Có 20 ngàn thôi hả? Ủa, áo đẹp mà có 20 ngàn rẻ dữ hả? Dạ. Ê. Ờ, các bạn ơi, bạn Pin ăn sắp xong rồi nghe. Con ăn xong có hành mới mua khủng long chứ. Rồi, ăn hết luôn nha. Chua tông tàu hay là bây giờ mua một. Ừ. Rồi, bây giờ. À, cái bụng sắp no rồi hả? No chưa? Dạ. À, chưa no hả? Rồi, các bạn ơi, bây giờ bạn Pin sẽ ăn hết luôn cho no cái bụng nha. Tại cái bụng bạn Pin chưa no. Rồi, còn có 2 muỗng nữa thôi là hết rồi. Hay quá. Rồi, hết rồi các bạn ơi. Wow. Còn hả? À, húp nước luôn hả? Trời, các bạn ơi, bạn Pin húp nước luôn nè. Húp hết nước luôn nha. Hay ghê chưa? Rồi, yeah, trời ơi, giỏi dữ rồi ta. Yeah, cái coi, number one cái. Đây các bạn ơi, bạn Pin ăn rất là giỏi nha. Rồi các bạn cũng ăn giỏi như bạn Pin nghe. Rồi như vậy video đến đây hết rồi nghe các bạn. Rồi hẹn các bạn video sau của máy bay các bạn đi. Hả? Có máy bay các bạn, à cũng dẹp tô hả? Các bạn giờ bạn Pin đi dẹp tô nha. Trời ơi, ăn là đi, ăn phải đi dẹp tô nha các bạn. Đó, mình ăn xong mình đi dẹp tô. Rồi, có máy bay các bạn đi, hẹn các bạn video lần sau nha.